Xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng tiếp tục với bài số 2 của chương số 4. Thì phần đầu tiên các bạn cùng cô sẽ nhìn vào phần từ mới nhé. A. Listen, point and say. Rồi. Hôm nay thì mình lại tiếp tục học về 6 cái đồ vật khác nhau ở trong nhà mình đúng không nào? Hôm trước thì chúng ta đã học về những cái nơi khác nhau như là phòng khách, rồi là như là ở tầng trên, tầng dưới, tầng hầm đúng không? Thế thì hôm nay chúng mình bắt đầu học luôn nhé. 1. Scissors. Ah, scissors. Scissors. Chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều chữ sở ở đây đúng không? Nhưng các bạn lưu ý này. Chữ sở đầu tiên của cô sẽ được phát âm là âm s. Và chữ sở thứ hai ở phía dưới này thì sẽ là âm z. Z, đúng không? Thì mình sẽ có là scissors. Và nhớ chúng ta có một âm sở ở đây nữa nhá. Scissors, cái kéo đúng không nào? Số 2 cô có là đôi dép lê. 2. Slippers. Slippers. Slip. Slip. Slippers. Tại sao lại số nhiều nhỉ? Tại vì đôi dép là có 2 chiếc đúng không? Và 2 chiếc là số nhiều rồi, như là shoes của mình là giày đúng không nào? Cũng có 2 chiếc thì cũng là số nhiều. Này. Slippers. Số 3 nhá. 3. Shoes. Shoes. Z. Ở đây khác với cả slipper là chữ S của cô sẽ được phát âm là âm S. Nhưng mà ở từ shoes thì sẽ là âm Z. Shoes. Được chưa? Số 4 nha. 4. Sunglasses. Sunglasses. Kính râm đúng không nào? Thì mình có kính râm là để che nắng và thế nên là tại sao mình lại nhìn thấy chữ sun ở đây? Sunglasses. Glasses. Sunglasses. Số 5 này. 5. Headphones. Headphones là cái tai nghe mà đeo qua đầu đúng không? Không phải là cái tai nghe bình thường mà các bạn nhìn này. Đó, nó có cái tai nghe mà nó vòng qua đầu, đeo qua đầu các bạn á. Thì nó sẽ có thêm cái từ head ở đằng trước. Head là đầu mà đúng không nào? Thì mình sẽ có là headphone. Và số 6. 6. Gloves. Gloves. Âm này của cô là âm A. A. Gloves. Được chưa? Nhiều bạn hay nhìn thấy này là ở chữ O và các bạn đọc luôn là gloves. Nhưng mà các bạn nhớ là cái này là phải là âm như là âm Á vậy, đúng không? Là gloves. Alright. Ok, thế thì bây giờ chúng mình cùng chuyển qua phần nghe phía sau nhé. Nào. B. 1. Listen and read. Ở phần nghe đầu tiên thì các bạn có yêu cầu là nghe và đọc đúng không? Chúng ta đang có trong tình huống đó là Mom and Dad are looking for their things. Mẹ và bố thì đang tìm những cái đồ vật của họ và họ hỏi con của mình xem là có biết là cái đồ vật đó đấy hay không. Thế thì về nhà chúng ta đã mở CD ra và mình sẽ nghe đọc theo bài này cho cô được chưa nào? Phần tiếp theo thì cô sẽ có là phần bài tập nghe thì chúng ta cùng làm nhé. B. 2. Listen and tick the box. Rồi, chúng ta cùng làm này. Look at the pictures. Listen. There is one example. 1. Hey kids, where are my headphones? They're in your bedroom. Oh really? Thank you. Can you see the tick? This is an example. Now listen and tick the box. 2. Where are my gloves? Mom, they're in the wardrobe. In the wardrobe? Wardrobe. Yes, Mom. Yeah! Trong cái tủ quần áo đúng không? Wardrobe. 3. And where are my sunglasses? Số 3. They're in the drawer, Mrs. Brown. Yeah, okay, in the drawer. Thanks. Yeah! Ngăn kéo tủ thì mình có drawer. I've got to go. Bye. Bye, Mom. 4. Where are my slippers? Oh, Dad, they're under the table. Thanks, Tom. On hay under ấy nhỉ? Rồi, thế thì bài này cô và các bạn đã cùng nghe rồi. Và câu số 2 và câu số 3 là hai từ mà chúng ta chưa có trong phần từ mới. Thì các bạn nhìn này. Số 2 mình có tủ đựng quần áo thì sẽ là wardrobe. Wardrobe. Và số 3 mình có cái ngăn kéo tủ ấy, đúng không nào? Thì mình sẽ có là drawer. Drawer, đúng không? Thế thì bây giờ cùng chuyển qua phần tiếp theo các bạn nhé. Phần cấu trúc câu này. C. Listen. Then practice. Trước khi luyện tập thì mình cùng nghe nhé. Where are the scissors? They're in the drawer.
Hôm nay thì mình lại gặp từ để hỏi là where. Hôm trước mình gặp rồi. Hôm nay thì cô có chủ ngữ là số nhiều scissors. Where are the scissors? Vì vậy, động từ to be của cô sẽ là are. Được chưa? There, there. They are. Khi mà mình viết là they are, viết hẳn chữ ra không ở dạng viết tắt thì cô sẽ đọc là they are. Khi mà mình viết tắt là phẩy rồi đến chữ R và E thôi thì mình sẽ đọc như là there. They're in the drawer. Được chưa? Các bạn nhớ nhá. Thế thì bài hôm nay cũng giống bài hôm trước, đúng không nào? Bài hôm trước thì chúng ta hỏi về danh từ số ít thì chúng ta sẽ có là where is, đúng không? Hôm nay mình có số nhiều thì mình sẽ có là where are. Vậy thì ở trong câu trả lời các bạn cũng nhớ là phải thay chủ ngữ và động từ to be cho cô, được chưa nào? Rồi, thế thì bây giờ để luyện tập cho cấu trúc câu trong bài ngày hôm nay thì chúng ta cùng chuyển qua phần tiếp theo. Pronunciation tip. Ok, còn phần này nữa. Now, let's go. Pronunciation tip. Most compound nouns stress the first syllable. Listen. Headphones. 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 Sunglasses. 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 Rồi, vậy thì trong bài ngày hôm nay thì người ta cho mình một cái tip, đó là most compound nouns. Compound nouns là danh từ ghép, đúng không nào? Thì sẽ nhấn trong âm và âm tiết đầu tiên. Chúng ta nhìn thấy này, mình có head là cái đầu, đúng không? Và một cái compound noun, đó là hai danh từ ghép lại với nhau, thì sẽ có là head và phones. Thì chúng ta nhớ là sẽ nhấn mạnh vào âm tiết đầu tiên, đó là âm head, đúng không nào? Thế thì thay vì chúng ta đọc là headphones hoặc là headphone thì chúng ta sẽ đọc là headphones. Sunglasses, được chưa? Sun là mặt trời, đúng không? Và glasses là kính, thì chúng ta có kính râm thì sẽ là sunglasses. Thì các bạn nhớ là nhấn trọng âm vào âm đầu tiên. Đây, cô sẽ viết cái phẩy trên đầu cho các bạn nhé. Đó, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, được chưa nào? Rồi, thế thì để nói cho hay và nói cho từ có trọng âm thì chúng ta nhớ là chúng ta phải nhớ những cái quy tắc đánh trọng âm này nhá. Chuyển qua phần tiếp theo, chúng ta sẽ có phần luyện tập này. Trong phần luyện tập ở bài ngày hôm nay, người ta cho mình yêu cầu đó là chỉ vào bức tranh, hỏi và trả lời. Chúng ta có tất cả là 9 bức tranh và những cái vị trí khác nhau, đúng không nào? Chúng ta có những cái đồ vật khác nhau ở bên trái này, có thể là sunglasses, shoes, slippers, scissors, gloves, headphones, rulers, crayons, notebooks. Được chưa? Chúng ta có những cái từ như là drawer, cái này là wardrobe, cái này là cupboard, cái này là balcony, upstairs, downstairs, in classroom, right? In the bag, hoặc là in the... Chúng ta thấy hoặc là under the bed, đúng không nào? Thế thì chúng ta cũng có câu hỏi là vậy thì nó ở đâu, đúng không nào? Chúng ta có như là where are sunglasses? Where are the shoes? Where are the slippers? Where are the scissors? Đúng không? Where are the gloves? Chúng ta thấy này, toàn bộ ở đây là chúng ta có danh từ số nhiều hết, đúng không nào? Rulers là, thì là crayons, là notebooks. Thì chúng ta đều dùng câu hỏi với là where are. Câu trả lời là there. They are in the drawer. Ở trong, đúng không? Ví dụ như là nó đang ở tầng trên chẳng hạn thì sẽ là they are upstairs. Ở, đúng không nào? Ở trên tầng trên. Hoặc là downstairs. Hoặc là trong ban công, ở trên ban công thì sẽ là on the balcony. Thế nhá. Thế thì về nhà chúng ta cố gắng là sau phần từ mới, phần cấu trúc câu thì các bạn cố gắng là chuyển sang phần luyện tập này để chúng ta ôn tập lại được từ mới và cấu trúc câu, cách đặt câu hỏi và câu trả lời. Phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay thì mình có phần trò chơi trí nhớ. Ở phần này chúng ta chơi như sau. Chơi theo đội, đúng không nào? Lần lượt nhắc lại những cái câu nói của bạn mình đã nói ở phía trước và các bạn nhớ là phải thêm cái ý của mình vào cho đến khi đội của mình đạt đến người cuối cùng. Cô có câu ví dụ đây, ba bạn đang chơi, đúng không? Thì bạn đầu tiên nói là the gloves are in the yard. Bạn này nhắc lại này, the gloves are in the yard, the crayons are in the basement. Và bạn thứ ba, bạn ấy sẽ nhắc lại hai câu trên và chúng ta sẽ cho thêm một câu ở dưới vào, được chưa? Rồi, thế thì trong phần bài ngày hôm nay các bạn chú ý cho cô phần từ mới, cấu trúc câu và các bạn sẽ luyện tập cho cô nhé. Thế thì bài ngày hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau nhé. Bye bye!
Thank you.